Nhà thờ Hòa Lạc Trà Vinh nằm giữa vùng người dân tộc Khmer, được xây dựng từ năm 1938. Hôm nay Trung có dịp đến để tham dự thánh lễ cũng như chuyển giao một ít bánh lễ, đèn cầy của quý ân nhân gửi đến nhà thờ. Ngoài ra Trung cũng gửi thêm 15 bao lì xì cho các em dân tộc, các em thiếu nhi của Hòa Đạo. Các em này thì vừa có đạo vừa không có đạo nha mọi người. Hôm nay thì ca đoàn hát rất hay, rất có hồn luôn. Mời mọi người cùng lắng nghe nha. Với video clip này, Trung hy vọng mọi người sẽ cùng hiệp ý cầu nguyện các đặc biệt cho Hòa Đạo vùng truyền giáo để nhiều người nhận biết và tìm về với Chúa, cũng như hy vọng sẽ có nhiều ân nhân tìm đến để giúp đỡ vì nhà thờ đang sắp phải xây dựng lại mọi người nha.